Quý khán giả thân mến, thời gian qua, đoạn đường từ cầu Lê Bình, quận Cái Răng hướng ra quốc lộ 1A có đoạn bị hư hỏng rất nặng, gây khó khăn, thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Và trước tình hình trên, chính quyền quận Cái Răng đã khẩn trương cho đầu tư nâng cấp sửa chữa và hiện thì công trình đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành sớm hơn so với thời gian dự kiến. Công trình nâng cấp sửa chữa đường từ cầu Lê Bình đến quốc lộ 1A và đường nhánh cầu Nước Giận thuộc địa bàn phường Thường Thạnh, quận Cái Răng được triển khai cách nay hơn một tháng. Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện hạng mục cống thoát nước và vỉa hè hai bên. Tổng vốn đầu tư hai gói thầu khoảng 3 tỷ 500 triệu đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2023. Sau khi mà hoàn thành cái việc nâng cấp và sửa chữa hai nhánh đường phía từ cầu Nước Vận và cầu Lê Bình ra quốc lộ 1A thì nó sẽ giải quyết được vấn đề mà bà con rất là mong chờ, tại vì mặt đường ở đây khi mà mưa xuống sẽ tạo những giọt đọng nước ứ động, sẽ tạo ra nguy hiểm cho người lưu thông cũng như bà con địa phương ở đây làm việc, mà cũng như là ảnh hưởng đến mà việc mà di chuyển của bà con tại đây. Thì phòng cũng đã thiết kế hệ thống mà thoát nước cho hai tuyến nhánh đường này để phục vụ mà công tác mà thoát nước mỗi khi chiều cường lên. Tuy chiều dài đoạn đường chỉ dài 100m nhưng thời gian qua xuống cấp khá nặng, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại cũng như mua bán của bà con, đặc biệt là khi vào mùa mưa và triều cường khiến cho tình trạng hư hỏng ngày càng thêm trầm trọng. Chính vì vậy, việc nâng cấp sửa chữa khiến bà con rất vui mừng. Trước đây đoạn đường này bà con chung cũng đi lại khó khăn, cũng hơi bức xúc. Nhà chính quyền địa phương và ở trên xuống làm thì em thấy đây là giờ đang nên đáng làm. Bà con đây cũng mừng lắm, hy vọng tới đây là đường xá mình sẽ ngon lành hơn lúc trước nhiều. Cái đường thục sình nó mua bán cũng khó khăn lắm. Bụi bặm rồi trời mưa là nó thục nước lên nó ngập lên trên luôn vậy nè. Rồi cái là trời nắng cái là bụi hùm hụm vậy nè, rồi không mua bán gì được hết. Làm gì là mừng lắm luôn á. Mặc dù theo kế hoạch, thời gian thi công dự kiến đến gần cuối tháng 3 năm sau, tuy nhiên với khối lượng đạt được như hiện nay, đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công cho biết có khả năng công trình sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2023. Không chỉ khắc phục tình trạng xuống cấp hư hỏng, trong thiết kế còn có phần vỉa hè nhằm tạo mỹ quan đô thị thêm khang trang, sạch đẹp.